Alo. Tiếng tiếng tiếng. Bài bẫy. Hello mọi người nhá. Cái này chơi kiểu gì nhỉ mọi người nhỉ? Cho lên bài kiểu gì anh em? À đây, đây biết rồi. Ok. Hiểu luôn nhá. Trình độ biết rồi. Không phải là đặt bắn kênh đâu mà là hôm nay mình like hộ mình là hôm nay mình like nha anh em. Mình đang tập chơi anh em. Anh em biết chơi anh em chỉ mình phát nhá. Ném lá bài lên sân à? Ok, hiểu rồi. Hiểu rồi nhá. Anh em chỉ chơi một game một tí nhá. Anh em chỉ mình chơi, mình mới chơi anh em có thể chỉ mình được không? Mình đang học tập game này để mình chuẩn bị đi thi đấu ở giải quốc tế mọi người. Ôi xong ngay. Đây là công đúng không? À hiểu rồi. À anh có súng à? Thật mà anh em chỉ mình phát nha, mình chuẩn bị đi thi đấu thế giới. ATK là công đúng không? Ôi, sao bắn mình liên tục đấy? Anh em mỗi người cho mình xin một like video chứ. Anh em nào mà chơi giỏi game này anh em comment một câu để cho mình mình hiểu cách chơi rồi, Sao lại tự động này? Chết rồi, tự động này hỏng rồi. Ôi rồi ôi, sao kiểu gì? Từ trái hàng hai ấn vào. Ok. Bây giờ lại nha anh em. Bây giờ lại một game như này. Duy Trần A Di Đà Phật với Duy Trần chỉ mình chơi phát nhá. Mình mới tập chơi. Xong rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị để mình đi thi đấu thế giới đấy các bạn. Ok, game này các bạn chỉ mình nhá, mình gần biết chơi đấy. Điều khiển đúng không? 1700. Bài phép. Cho ma vương nhá. Sao mình toàn bài bẫy, bài phép nhỉ? Bài bẫy đi được không? Phát này cho bài bẫy nhá. Bây giờ cho lên bài kiểu gì anh em? Anh em cho lên bài kiểu gì nhỉ? Bài vậy đánh ai ông thần? Bây giờ cho lên bài kiểu gì? À đây là thủ à?
Sao nó đánh liên tục mà không đến lượt mình đánh ý nhờ? Cho vào bài phép đi. Nào. À, chết rồi, nó thủ cao. Hiểu rồi. Hiểu anh em hiểu rồi nhá, bắt đầu hiểu cách chơi rồi đấy. Bây giờ chào Phương Giang nha, mình đang vào kênh của bạn này để mình lên để phải bỏ thời gian xem. Ok Nụ Thị nha, chào Nụ Thị nha em ơi. Ok vậy trận này các bạn trận này các bạn dạy mình chơi nha. Bây giờ các bạn dạy mình chơi trận này có đấu thường không nhở? Lật kèo này, đấu thường này, thưởng ngày, quyết đấu, đấu hoàng gia, đấu ban lít, quyết đấu này đúng không? Mình đang mượn tạm kênh này để mình lên mình đang like kênh này để lên các bạn chỉ mình chơi nè. Các bạn có thể chỉ mình chơi không? Bây giờ các bạn chỉ mình chơi nha. Bây giờ bạn nào bạn Perzeman nha. Không phải Năng ơi. Kênh này là của bạn Đạt. Kênh này giờ mình không có hack. Kênh này giờ mình đang chơi này các bạn. Giờ các bạn chỉ mình chơi game kênh này nha các bạn. Bây giờ mình vào trận cho các bạn thể hiện kỹ năng nhá. Có chỉ lắm á. Ok. Bây giờ mình chiến đấu này. Nếu mà bài phép là cái gì? Bài phép là cho đây đúng không? Được rồi. Ui trận này yếu quá. Này cho lên đép kiểu gì? Bên đỏ này là gì và bên này là gì anh em? Cho bài phép lên nha, cho tặng con bài phép này con. Mỗi lần đúng là triệu hồi một quái. Đồng thời khi trời này chọn. Ok. Đây con này mại. À hiểu cách trừ nhá. Ôi sợ ra con này. À thằng này chết rồi, thằng này xong rồi. Trứng chọi đá à cu.